Quyết đang xem 3 hơn. Sengit và cho John Maxi là quan tâm trận đấu bản lề này. Tuyệt vời. Vâng, Sengian và Hitian là quân trận này với mình. Vâng, có Mark, trời chính Mark nhưng lại còn chính Hit. Đã sinh ra Maxi sao lại còn sinh ra Hitian hả mọi người? Cái ông Microsoft này tính ra cũng công bằng phết. Vâng, ông anh cầm Maxi và cho Sonian một loại chém tuyển khác là của U97 đang cầm. Một loại chém đang đánh giá trong rất cao trong map này. Với khả năng mà vậy cũng giờ tốt. Anh em không biết thì khả năng phù giờ của họ của những con phù so son nó tuyển hơn rất nhiều so với những con phù khác. Mà không tin anh em tay thử mà xem. Hôm nào thử gặp thằng bạn nào gạ keo solo anh em thử đánh trâu hay so son mà xem. Cảm giác rằng nó phù cũng giờ cực kỳ ba. Rất ba. Vâng, đây bài xem các tạm thời quân chúng ta dễ đánh hơn rồi. Nhưng quan trọng bài vở cũng như những bài đồ ăn lên đời, sau này cần lên đời là được. Quan trọng là phải lên đời trong map này. Vâng, xin giới thiệu đây là bài xem của Cam Quýt. Một bài một voi đưa về. Gỗ đầu không phải quá xa nhưng cẩn thận chết dần à. Thí thì lại chết. Suýt chút nữa con Giang này hóa thành con kiểu Kata sóc dần đều. 14/16. Quyết đủ được gỗ đồng E chưa? Mặc dù đang đồng E sớm như vậy thì gỗ của thằng Giang thủ thằng E thứ 14 nó hơi voi. Nhưng bài kiểu đoàn cũng hòm hòm rồi. Nó không phải là quá khỏe. Nhưng quan trọng là đôi voi 7/7 cũng như là 7 đầu đã thay. Thì về việc không lên đời, khả năng không lên đời của xe chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn. Chắc chắn xe lên đời rồi, quan trọng là Quýt vẫn đang muốn tìm thêm 7 quả để lượng thực hoặc con voi thôi cũng được. Để cho lượng thực chúng ta coi là mắc bình nhất, tốt nhất. Vâng, map này đánh đuổi xe bài hơi xấu à. Thôi xe cái bài này cũng kiểu là bài xe bình thường. Xem thì nó xấu thì cũng được, nói chung cái cách cơ cấu game thủ của ta vẫn tốt thôi. Còn đây bài Hitian của Hoàng Nhi. Và một bài mà đang thậm chí đang có hốc. Nhà đang có hốc trận này thì Quýt đang bảo giữ mạng là thắng. Thậm chí nhà trận này của Hoàng Nhi đang sẵn sàng đánh như kiểu mà to khỏe đẹp dai cùng nhà. Và thế nhà cũng khá dễ cơ cấu thôi. Giờ như thấy thêm quả, Hoàng bắt đầu cắt dần ra rồi. Một bài mà hưu đầu cũng như một voi cẩn thận bãi quả này thì mình đang chỗ này không đặt được G rồi. Chỗ kia thì khả năng cao quá đặt được G. Vâng, chính xác đúng như mình dự đoán thì chỗ này không ăn hoang và ăn thịt con sư tử đi thì có chiếc bê G đẹp hơn đây không? Như vậy bãi quả giữa hai nhà thì có lẽ Hoàng Nhi vẫn phải ăn hoặc bị hưu. Cái bãi quả giữa hai nhà thì nói chung là không biết đào đặt người không. Thì như không thì phải. Vâng, bên này gặp Hồng Hai Hồng Anh rồi. Bên kia thì game thủ Cam Quýt sẽ gặp cho son của U97. Xem cho son. Một bài tạm thời Hoàng Nhi khai phá đang chuẩn. 26 lúc dân và 8 phút 15 giây dành cho bài này. Vâng, cái gơ này không đọc rồi, phản hưu rồi. Chắc là nói chung với quả này chắc phải ăn đến khoảng tầm phải tầm lúc nào nó mới hết. Thôi chui hốc. Một bài skip khoảng tầm 11 trận này rồi. Bởi vì dân đang đi ăn quả trận này thì đang phải di chuyển quãng đường đang quá xa. Với thế nhà khung hãy cùng quay trở bài Quýt trong bài mà Quýt cầm sen trong trận này. 23 đồng dân. Vâng, lên công, lên Cam Quýt.
Vâng, bơm một chút thực để cho Hoàng lên đời 100 thực. Vâng, gặp màu 5 rõ ràng rồi. Cái bên kia Hoàng như gặp màu 2 thì bên này Quýt sẽ gặp màu 5 game thủ cầm cho Son. Một bầy hươu mà dường như đang hơi ít dân khai thác thì phải. Nhưng ngựa giò, Quýt là con ngựa giò, Quýt có giáp hay chưa? Chưa có giáp. Nhưng Quýt vẫn đang cố gắng điều làm cho game thủ của 5 này mất tay. Bên này Hoàng như bài mình đã kích đời rồi. Một bài đang nhập 100 thực, nó khiến cho việc đến đời Hoàng như đang tốt hơn rất nhiều. Một bài đang từ khoảng tầm cuối 11 chuyển về thành bài mùng 1 sơm. Vâng, ở chỗ BG này có thể ra thêm khoảng tầm 3 chiếc rụng ấm này cho bài của Nitty này. Vâng, bài này cung theo kiểu bằng cung 1S. Đây sẽ là chiếc S thứ hai. Bên kia thì 22 và 23 dân đều là những bài đánh theo kiểu ít dân cả. Còn Quýt bên này đã đến đời rồi. Vâng, 1L1A đến từ Cam Quýt lại tiếp tục phát dần ra. Vâng, 97 trận này đang không muốn sống, mặc dù lạc đà đang sắp tới, lạc đà đang xô tới rồi, giết con giỏi trước tiên. Vâng, bài 1L1A rất hiệu quả khi gặp cho Sonian của game thủ của Nam bên kia. Vâng, Hoàng như bên này đang gặp biến khi bãi quả kia thì xe giò ngoài đã thấy một tình huống là Hồng Anh đang không thả giò, nó thả luôn ngựa chém vào. Lượng gỗ đang cực kỳ nhiều dành cho bài Hitty này. Vâng, đen nhà chính ra thêm khoảng tầm 3 chiếc ruộng ấm sóc đều 2A3 trận này. Vâng, bài kia đều mài này ít dần thôi. Hồng Anh đang đi vào. Có P đến từ mùa 5 game thủ 97. Nhưng trận này Quýt là bài 1L1A lọt thẳng vào bãi gỗ tân của này của mùa 5. Của mùa 2 xin lỗi anh em, là lọt thẳng vào bãi gỗ Max C của mùa anh tân này. Nhưng lạc đà chưa có giáp, nó khiến cho mùa anh vẫn đang vụt tốt. Mùa anh bên này tham 2-3-20. Như vậy ông anh công ca, ông anh công ca, công ca, công ca, công ca. Một góc mà toàn nhà cứng thôi, toàn là những nhà kiểu bằng BA, BM và BB thôi. Nhưng anh vẫn đang nhất quyết công cao tình huống này. Và quyết tình huống rồi, phù cái gì chắc phù dân thôi. Hai con người đi đang đứng trong hốc bàn ra. Còn khoảng tầm 20 giây nữa thì game thủ của anh sẽ có ca. Nhưng Quýt đang ra hơi sớm. Vâng, Quýt đang rất là khá nhiều dân của anh rồi. Bài của anh công ca nhưng có lẽ xin gỗ của bài mùng 5 thôi. Bởi vì bài gỗ của anh là bài đã chết khá sâu. Chết khá sau gỗ tầm này thì con ca ngoài bắt đầu sinh ra. Nếu như ngoài sóc chuẩn thì tầm này bắt đầu có ca rồi. Vâng, đây rồi, chính xác đang dã vào. Vâng, lạc đà đang về và chém rồi. Con ca đầu tiên đã giải quyết và tạm thời gốc này của Hoàng Nhi sẽ sống. Cái hốc này của Hoàng Nhi sẽ sống như vậy. Màu 5 đang công pê lên nhà sang đánh theo kiểu vâng 1L1A. Dị thế à rời. Hơi dị. Vâng, công pê. Tha là chúng ta đi công còn hơn để chúng ta đấm, để Quýt đấm. Là hình ảnh mà màu 5 đang làm. Còn bên này Hoàng Nhi tham lại là 23. Có con ca tiếp theo. Có con ca tiếp theo nha. Sửa rồi, sửa cẩn thận. Vâng, cầu T, cầu T, cầu T. Vâng, 2BA vẫn đang vắt đều. Vâng, ông anh đang có những pha công ca bằng phím T. Nhưng Hoàng Nhi đang điều khá khéo đây rồi. Dù con ca này, gần con ca này nó sẽ làm số hay không. Cung giới thì đang bắn nhưng không, nó vẫn đang sống. 6 con. Quýt bên này tham 28. Như vậy một tình huống đang muốn ăn sổi ở ngoài anh nhưng không được. Vâng, giã con ca và té. Bơm thực cho ông kiếm thủ Hoàng Nhi thôi. Trận này Hoàng Nhi chỉ cần thực, không cần gì khác. Bên này thì màu 5 vẫn đang miệt mài công kê vào. Vâng, cái hốc của Hoàng Nhi tham 2 vẫn là 23 rồi. Vâng, và 3BA vắt không xịt tên nào cả nếu như không bị công vào quanh ruộng này. 7 chiếc ruộng ấm, 5 chiếc, 6 chiếc ruộng ấm rồi. Và lại tiếp tục. Lại có ca từ Hồng Anh. Vẫn đang rất miệt mài kiên trì từ Hồng Anh. Vâng, đen hẳn ghét kia đi Hồng Anh nhở. Thì nó hơi vương. Vâng, Quýt đang xúi răng nghiên đủ hàng nhìn ra ngoài xúc luôn. Đen baby, baby sao? Hãy sẽ đem bia trận này, đen bia ra.
Vâng, xô ra từ này cũng là Hitty có giáp, giết con gài trước, nằm xuống. Đây là cung giờ của Hitty Dian, nó rất là cực kỳ chất. Bên này thì Quitama 26 một bài đang chuyển dần sang sóc tung rồi. Khi bên kia màu 5 bài sóc toàn P rồi, màu 5 game thủ 97 là bài sóc toàn P rồi. Vâng, cung giờ Hitty tụ được và đang đỡ xong nhà, cẩn thận giữa hai nhà đang khoảng tầm 7 con ngựa chém của ngoài tạt sang nhà gặp Quit. Đây được Quit đang gặp rồi, đầu quân này đau Quit vút vút nó. Vâng, không hiểu anh vẫn đang miệt mài công ca vào khóc này của nhà Hitty làm gì. Thời điểm mà Hoàng đã sẵn sàng to khỏe đen ra đi thi đấu rồi, nhưng mà anh vẫn đang rất miệt mài sau ca, lượng gỗ đang cực kỳ nhiều. Cái này thì Max cho son của bóng nam vẫn đang khỏe. Như vậy Hoàng nhìn lên cái giáp bôn, Hoàng nhìn lên cái giáp bôn. Vậy cùng quay trở lại dàn đấu chính của ta, bài cặp Hitty tạo bài 31 đỡ xong nhà. Hồng Anh cũng đang là bài mất rất nhiều tham từ bài cặp Maxi rồi. Tình huống màu năm này bài đang đánh theo kiểu bằng chuyển sang sóc chem. Vâng, 22 ông dân từ màu năm cái thủ U97. Vâng, dân một Quýt di chuyển kìa, dân Quýt chạy cẩn thận kìa. Vâng, một tình huống Hoàng Nhi đang phải giật chân quân ra xa nhà, câu kéo thời gian, phải đến giáp 4 trong hướng này. Cái ốc này thì rõ ràng không công được vào rồi, nhưng quan trọng ta phải người giữ quân tốt, giữ quân tốt trận này. Vâng, có lên giáp 4 không anh nhỉ? Là như vậy đây, ông anh đang về ăn nhà ở nhà. Con ca vẫn đang miệt mài công vào góc mà không ngựa chém không thể lao vào được. Đây là khoanh trộn ấm của anh thả nào. Đây là lý do mà anh đang bài có bài sóc điều quân, lấy xong năm nay như vậy đối phương còn lại quân thôi. Cái chỗ nhà E, chỗ nhà B anh đen ra, có nên chốt nhà cứng vào không anh nhỉ? Vâng, tham ai báo với chúng ta đang đi. Đối phương là bài còn chém, nhưng dân công nhiều không còn. Một tình huống mà chiếc ghe này sẽ khu bị khai thác vào rất nhiều. Vác cung giờ về thủ hay sẽ là như nào? Vâng, lọt vào chúng tôi này, lọt vào bên trong phải e vào sẵn sàng lấy tâm mình lấp lỗ cho mày. Bắt toàn bộ đường chém lên cổ nam nguyên thủ 97. Nếu như 97 lao vào cố đấm mà sôi từ này, chúng ta đang sẵn sàng hy sinh một vài đường quân ở ngoài để bắt toàn bộ lượng đường chém này của nam. Nhưng có thêm sự có mặt của ngoài từ này, càng không, hơi nhầm khi bóng năm cũng đang có thêm một tích chém dồn theo. Ông anh bắt bài sóc quá nhiều chém từ Maxi. Bộ bài ông anh đang giấu cho mình quả tầm 6 chiếc ruộng ầm. Bộ bài ông anh đang giấu dân và giữ tham khá tốt trận này. Quýt bên này được thằng Tamayo lại kiểu bao nhiêu rồi? Quýt ta 17, như vậy Hồng Anh màu năm cũng chết khá nhiều dần rồi. Quýt đang là người hồi, Tamayo đang 16. Vâng, Tamayo đang phốc lên được cái khâu như vậy chúng ta Quýt rồi. Thank you.